sẽ có thời gian ở đây là rồi coi như phút ấy, nhưng mà khoảng 4:10 chúng ta di chuyển lên xe. Nói sơ cái dạ, cái hơn chứ. Em đây có nhiều đây ở đi cho đây là mình chơi hả? Chơi tham quan và chụp hình thôi. Rồi. Ở đây có nhiều đây đó. Em trai. Wow, tới đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi rồi nè. Thấy chưa? Quá trời đẹp luôn. Em trai. Em trai ơi. Dạ em đang quay, em muốn cho nó nói về cái lý lịch, cái lịch sử chỗ này giùm em nè, em không. Chị muốn chị chụp lần trước đi rồi. Em trai, nói chuyện chưa? Nói sơ về cái này giùm chị coi. À chị, hiện tại thì chúng ta đang đứng với cái độ cao là 181m. À, khu vực này gọi là đỉnh núi thế giới. Ngay tại khu vực này nó là cái cột cờ chủ quyền của Việt Nam ở đây. Dạ. Và cái cột cờ này thì nó cao khoảng 37m. Dạ, và cột cờ đây là cột cờ mới vừa được xây dựng vào năm 2020 vừa rồi. Dạ, vừa mới xây dựng lên thôi. Ít ra mình phải biết cái lai lịch của cái chỗ điểm mình tới á, phải không? Dạ. Cho người ta biết. Ok, rồi cảm ơn em nha. Dạ. Ủa chị vô kìa, vô chụp hình trong đó đi. Em đi quay phim chút. Chị muốn đi quay phim thôi. Wow, coi cái đảo nè. Lão Lý Sơn nè, đi quay phim chụp hình tí xíu đi, rồi muốn chụp hình gì cũng được, từ từ chụp. Bây giờ đi quay trước cái đi, đây đảo rồi Lý Sơn nè, giữa cái ranh giới mình với Trung Quốc nè. Xí đó, quay giáp vòng cái đảo cho coi nè. Xung quanh là biển không, còn giáp dòng đây là biển với núi không. Đào sĩ tuốt ở bên kia đó. Được xây dựng lên cái cột cờ này đây. Ok. Trời ơi, cái mấy bạn treo chét sùm trời đất kìa. Đây, cái đảo này là của Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Rồi, tới đảo Lý Sơn rồi. Thank you.